Hôm nay mình làm cái bài của chuyên Hà Tĩnh nhá. Chuyên Hà Tĩnh này. Bài này rất là hay về mặt lý thuyết, để lý thuyết hay cực. Full lý thuyết hay luôn. Giờ chiến luôn này. Mình bắt đầu nhá. Các em 89 bạn đang theo dõi video livestream này, giúp thầy xe lại về tường nhá. Xong tác các bạn vào trong video livestream này. Bước 1 là xe đó, bởi vì không mà tí nữa là thầy ẩn xe. Tí là thầy sẽ ẩn video livestream đi nhá. Mình bắt đầu này. Wow, có khá nhiều bạn sẵn sàng rồi. Mình bắt đầu nhá. Câu số 41. Các em chú ý tập trung này, comment đáp án để thầy biết được rằng là em làm đúng hay sai. Đúng không? Đến cái giờ này thầy đi dạy off phải khá là mệt rồi, nhưng thầy vẫn cố gắng lên đây cùng livestream của các em. Thế là biết là thầy quý 2K1 đến mức như thế nào. Đúng không? Nào, mình bắt đầu nào. 41. Polyvinyl chlorua được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? Polyvinyl chlorua phải đi từ vinyl chlorua. Vinyl chlorua là nhóm vinyl này. Nhóm vinyl là CH2 nối đôi CHCl. Đúng chưa? Đây là vinyl này, đây là chlorua này. Vậy đáp án đúng chúng ta là vinyl chlorua đáp án C. C nhá. Đấy, để thấy rất nhiều bạn comment đúng đấy. Thanh Tâm này, Nguyễn Thanh Tùng này, Thảo Nguyên này, Ngọc Liên này, Huỳnh Ngân này. Câu 42, chất nào sau đây là hydroxit lưỡng tĩnh? Hydroxit lưỡng tĩnh có 5 thằng hydroxit lưỡng tĩnh, em phải nhớ. AlOH 3 lần nhớ nhá. ZnOH 2 lần nhớ tiếp nhá. PbCrOH 3 lần nhớ tiếp nhá. PbOH 2 lần nhớ tiếp nhá, và cuối cùng là SnOH 2 lần. Vậy mình nhìn này, KOH là 3 giờ vớt. Thấy chưa? MmH là lần vớt và GH là lần vớt. Đáp án đúng đáp án B. Đấy, những bạn đang theo dõi video livestream, thầy nhanh tay giúp thầy share lại video livestream về tường nhá. Tí nữa thầy like xong rồi thầy ẩn. Tí nữa thầy like xong thầy ẩn đi đấy. Nhớ comment đáp án. Câu 43, Haku Kami tốt, đúng, chính xác. Ngọc Liên đúng, chính xác. Béo Panh Diêm, chính xác. Câu 43, kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm thổ? Không phải nhá, là kiềm thổ. Thế kiềm thổ là gì? Bé mang cây súng bắn ruồi. Đây là bọn kiềm thổ này. Beri, Maze, Canxi, Srongchi, Bari, Radi. SR có rồi, Ba có, Maze có. Vậy thì không thì là đáp án B. Này. Đấy, các bạn đang theo dõi video livestream, thầy nhớ là share lại video livestream về tường, share lên trên trang cá nhân, xong rồi giúp thầy tag tất cả các bạn của em vào trong video livestream này nhá. Được không? Đấy, các em giúp thầy share lại về tường, xong rồi share lên trên trang cá nhân, xong rồi tag tất cả các bạn vào trong video livestream này. Được chưa? Nó tiếp tục này. Kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp thủy luyện? Lưu ý nhé, thủy luyện. Thủy luyện là trong nước đúng không? Đúng chưa? Thế vậy thì không thể điều chế được các kim loại tác dụng với nước trực tiếp ngay điều kiện thường. Thế mình có này, kali tác dụng với nước điều kiện thường vứt. Bari tác dụng với nước điều kiện thường vứt, natri tác dụng với nước điều kiện thường nhé, thủy là nước mà. Vì vậy nên chắc chắn là đồng. Được chưa? Dễ ạ. Mình sang tiếp câu tiếp theo, câu 45. Thành phần chính của khoáng vật magnesit và magie carbonat. Rồi, công thức của magie carbonat. Magie carbonat là có Mg. Carbonat là gốc CO3. MgNO3 vứt. Saccharose vứt. À, sorry nhầm. Mn. Đây là Mn là không phải là magie. Vứt. Mg3PO4 vứt tiếp. Đáp án đúng đáp án C. Đúng không? 45 đáp án C các em nhá. Câu 46, chất nào xoay thuộc loại disaccharide? Disaccharide thì mình có gì? Saccharose và maltose. Cellulose của chúng ta là gì? Polysaccharide vứt. Tinh bột là polysaccharide vứt. Glucose là monosaccharide vứt. Đáp án đúng là đáp án B. Saccharose nha. Đấy, thì trong quá trình mà các em đang theo dõi video livestream, thầy hướng dẫn các em một chút là hiện tại là thầy tất cả các cái video livestream của thầy chữa đề, thầy đã up lên channel của thầy. Channel của thầy tên là này, các em nhìn nhá, channel Minh Myelin, các em kích vào channel Minh Myelin.
Được chưa? Thế thì vào channel Minh Myelin xong này, các em vào phần danh sách. Đây, vào channel Minh Myelin nha. Nha, được chưa? Vào phần danh sách phát này. Được chưa? Trong danh sách phát này chúng ta có này, giải chi tiết bộ đề quốc gia thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 này. Được chưa? Đấy. Thì ở bên trong đấy là các em sẽ có đầy đủ lớp 12 này, chương trình học lớp 12 này. Trong này của thầy thì có rất đầy đủ rất nhiều video. Minh Myelin này. Đây. Lai thi thử 40 câu hóa 11 này, ăn hít này, chuyên Vĩnh Phúc này, up lên đây rồi này. Xu hướng chọn trường này. Đấy, có rất rất nhiều video thầy đã up lên trên này. Đấy, các em có thể vào đây các em theo dõi lại nha. Mình tiếp tục này. Mình tiếp tục sang câu tiếp theo. Mình tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 47. ALOH không tan được trong dịch nào sau đây? Để các em nhớ xe lại về tường nha. Thầy đang giúp đỡ hết cỡ cho 2K1. Xe tag các bạn vào trong video live stream thầy. Tối thứ 2 hàng tuần chúng ta hẹn hò nhau trên Google của thầy. Không tan trong dịch nào sau đây thì mình chú ý rằng là ALOH 3 lần là hydroxit lượng tính. Hydroxit lượng tính. Thì thằng này nó ăn gì? Nó ăn được HCl. Nó ăn được NaOH. Có nghĩa nó ăn được H cộng và ăn được OH trừ. HCl vứt. Không tan mà. Nên nó tan. C tan, D tan. Đáp án đúng đáp án. À. Được chưa? Bước 1 giải tờ đề này chúng ta giải full lý thuyết đã nhá. Câu 48. Chất bột X màu vàng được sử dụng để gom thủy ngân khi bị rơi vãi. Chúng ta chú ý. HG cộng lưu huỳnh ở điều kiện thường để tạo thành HGS. Lưu ý cho thầy là điều kiện thường. Vậy chắc chắn mà lưu huỳnh ta màu vàng rồi, vậy chắc chắn đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 49. Benzin acetat là ete có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzin acetat. Benzin, benzin là đuôi C6H5CH2 một vạch. Được chưa? Đây là đuôi phenin này, vứt này. Đây đuôi benzin được rồi. Đây đuôi benzin được rồi này. Đây đuôi phenin vứt. Acetat là đầu CH3COO. CH5CO là vứt này. Vậy đáp án đúng đáp án B. CH3COO, CH2C6H5. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Được chưa? Những bạn nào đang theo dõi video live stream đấy mà chưa kịp xe lại về tường thì giúp thầy xe lại về tường nhá. Xe lại về tường để chúng ta còn có tài liệu để học. Được chưa? Mình có sang câu tiếp theo, câu số 50. Các em cùng comment đáp án xem nào. Được chưa? Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 50 nha. Các em cùng comment đáp án này xem nào. Từ nãy giờ thầy giảng em có hiểu không? Thầy có khóa tổng ôn thủ khoa nhé. Thầy có khóa tổng ôn. Em inbox cho thầy để đăng ký khóa tổng ôn luôn. Được chưa? Mình có này. Câu tiếp theo. Câu 50. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X thu được kết tủa màu xanh. Đấy, cái câu này mới hay này. OH trừ này. Vào COS4 thì mình thu được kết tủa là COH 2 lần. Kết tủa đúng không? Anh này thu được Fe. OH 3 lần, kết tủa này màu nâu đỏ. Mg thì thu được MgOH 2 lần. Kết tủa màu trắng. Al thì thu được ALOH 3 lần. Kết tủa huyền phù trắng. Huyền phù trắng. Vậy chỉ có mỗi COH 2 lần là kết tủa màu trắng xanh thôi. Vậy đề bài hỏi màu xanh. Vậy đáp án đúng nhất của chúng ta là đáp án này. Được chưa các em? Đấy rất dễ. Haruko Đặng thì Diễm Trang. Tốt, rất tốt. Đấy các em giúp thầy xe về tường. Xong rồi là xe vào trong tất cả các nhóm của các em làm thành viên nhá. Để cho các bạn cùng biết đến là thầy Minh Myelin chữa đề thi thử của rất rất nhiều trường. Có thể giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em 2K1 sắp tới thi Trung học phổ thông quốc gia. Được chưa? Nhân tiện đây thì cũng nói là hiện tại để mà giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em để thi Trung học phổ thông quốc gia thật tốt thì thầy có giảm giá full 2 khóa, một khóa tổng ôn, khóa C của thầy và khóa live stream giải đề thi của thầy thì xuống chỉ còn 300.000 cả 2 khóa. Bạn nào muốn đăng ký thì đăng ký ngay tức với thầy, inbox cho thầy nhá. Và tiếp tục 7 gram kẽm vào 100 ml dung dịch CO S41M sau phản ứng hoàn toàn thu mờ gắng là kim loại. Chúng ta chú ý này, mình tìm được số mol kẽm luôn. Số mol kẽm là 7 chia cho 65. 7 chia 65 bằng, ui số mol lẻ quá, 7 phần 65 không?
mà cộng với lại CU2 cộng thì thu được ZN2 cộng cộng với lại CU. Thế nếu như vậy thì bây giờ chúng ta nhìn này. Mình thấy này, nếu một mol kẽm là 65 thì một mol đồng là 64. Vậy phản ứng với nhau thì nó sẽ giảm đi 1 gam đúng không? Được chưa? Thế vậy bây giờ này, kẽm này chắc chắn là dư, 7 chia 65 là bằng lớn hơn 0,1 rồi, mà số mol đồng hay cộng bằng 0,1. Vậy chắc chắn tính là số mol đồng. Đúng chưa? Vậy mình có là delta M thì bằng số mol là 0,1 nhân với lại trừ 1, bởi vì giảm đi mà. Vậy là bằng trừ 0,1. Vậy delta M mặt khác lại bằng M trước M sau trừ M trước, đúng không? Vậy ngay lập tức thầy có, thầy có delta M bằng âm 0,1. Vậy suy ra giá trị của M là bị giảm đi 0,1 mol, 0,1 gam. Vậy là đáp án đúng là đáp án B. Được chưa? Tổng ôn từ đầu năm tới giờ chính xác thủ khoa. Mình sang tiếp câu 52 nhá. Mình sang tiếp câu 52 nhá. Cho dung dịch Gly, Ala, Gly, Valin phản ứng với dung dịch nào sau đây? Thế mình chú ý này, bọn này là bọn tripeptide. Được chưa? Bọn tripeptide nhá, thì nó có nhóm NH CO. Peptide thì ăn được gì? Bị thủy phân trong axit. Các em nhớ, peptide thì bị thủy phân trong axit và trong kiềm. Đây là axit HCl này. Vậy peptide sẽ bị thủy phân trong nó. Peptide không thủy phân trong muối. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 53. Ở điều kiện thường, phi kim nào sau đây ở trạng thái rắn? Lưu ý trạng thái rắn này. Clo ở trạng thái khí. Brom ở trạng thái lỏng. Nitơ ở trạng thái khí. Iốt ở trạng thái rắn. Vậy rắn ở đây là iốt. Được chưa? Rắn trông như tiết cà luộc. Clo khí thì trông như quả chuối mới chín. Brom lỏng thì trông như nước mắm. Được chưa? Để nhớ màu đấy. Số chất tan ở trong dịch NaOH để tan trong NaOH thì nó phải là oxit bazơ hoặc là nhôm kẽm. CrO3 là oxit bazơ. Sorry, oxit axit nhầm. CrO3 là oxit axit. CrO3 thì nó tương tự với SO3. Đúng chưa anh này? Được. Sắt thì không tan trong NaOH nên loại nhá. Al2O3 là hydroxit lưỡng tính thì tan trong NaOH, đúng. Kẽm thì tan được trong NaOH, đúng. Mình có 1 2 3. Được chưa? Đáp án đúng của mình là đáp án. Ô. Oh, nhiều đứa chết kìa. 55 sao nhiều đứa lại chọn đáp án linh tinh như này? Chỉ có CrO3 là 1 này. Chú ý nhá, AlOH 3 lần là 2 này, kẽm là 3 này. Vậy mình có là 3 thằng đều tan được trong dung dịch NaOH. C. C nha các em nhá. Đấy, các em giúp thầy C lại về tường. Xong rồi là tag tất cả các bạn vào trong video livestream này nhá. Tag giúp thầy tất cả các bạn của em vào trong video livestream này. Được chưa? Nào mình tiếp nào. Mình tiếp nào. Sang câu tiếp theo, sang câu 55. Số chất vừa tham gia phản ứng trắng bạc. Thế bây giờ trắng bạc, trắng bạc là phải có nhóm chó hoặc là nhóm HCOO. Đúng chưa? Hay trắng bạc có glu này, phrup này, xác không, tinh bột không, sen không, axit formic có. Nhưng hòa tan CH lần phải có OH đa và kề. Được chưa? Thế thì glucose có OH đa kề, fructose có OH đa kề, nhưng axit formic thì không có OH đa kề. Vậy chỉ có 1 2 thằng đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Câu tiếp theo. Câu 56 nha. Câu tiếp theo câu 56 nha. Đốt cháy hoàn toàn amin X no đơn trước mạch thở. Amin X, các em lưu ý, no đơn trước mạch thở thì công thức tổng quát của nó phải là CnH2n cộng 3n. Đây là công thức tổng quát của amin no đơn trước mạch thở. Đốt cháy thì thu được CO2 0,4 cộng với lại nitơ 0,05. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ nhá, 0,05 nhân 2, 0,05 nhân 2 thì phải bằng 0,1 đúng không? Được chưa? Đến đây mình tìm được số nguyên tử carbon bằng số mol CO2 là 0,4 chia cho số mol amin là 0,1 thì nó bằng 4. Vậy số nguyên tử carbon là C4. Được chưa?
C4 thì thầy loại được đáp án A, thầy loại được đáp án C, thầy còn đáp án B và đáp án D. Lưu ý nó đứng trước mạch hở thì thế vào đây này. C4 này, 4 x 2 là 8, 8 3 11, vậy nó phải là C4H11N. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C4H11N, đáp án đúng đáp án B nha. Acid tác dụng với bazơ, đúng rồi, chính xác. Vừa nãy thầy nói lỗi nhá. Mọi chút thầy sửa lại rồi. Câu 57. Đói quá nên nói lỗi. Từ nãy giờ đi rồi off về nhà là lao vào livestream của 2K1 luôn. Chưa kịp ăn gì luôn. Vừa về nhà phát lao đầu vào livestream luôn. Em thấy thầy khổ. Khổ nhưng mà hết sức cố gắng cùng 2K1. Cứ biết 2K1 thi điểm thật cao là thầy vui. Đấy, thế mà 2K1 còn chưa xe 2K1 nào mà chưa xe cho thầy thì đúng là thật là không quý trọng công sức của thầy với 2K1. Đấy, bạn nào chưa xe thì xe ngay đi nhá. Bạn nào chưa kịp xe thì xe ngay đi. Không tẹo nữa thầy ẩn xe lại kêu. Câu 57, cho hình vẽ mô tả thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu cơ như sau. Ui câu này nhiều bạn chết lắm. Chất hữu cơ CuO, CuO là tác nhân là làm oxy hóa, được chưa? Bông CuF4 khan, thằng này tác nhân làm gì? Thằng này là tác nhân để nhận biết ra nước. Nhận biết ra nước. Nếu mà có nước, nước hay tương đương với việc là có hydro đấy, thì nó từ là CuSO4 khan màu trắng thì nó chuyển thành CuSO4 màu xanh. Xem nào. Oxy thì vứt rồi. Nitơ vứt, carbon vứt, nước, hydro này, màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh, chính xác, đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Nhiều bạn chết câu này lắm, nhiều bạn chết câu này lắm. Peo banh tiêm chính xác. Xe 3 lần rồi, đúng rồi, Văn Hạnh Quỳnh cảm ơn em. Đấy, có bạn Văn Hạnh Quỳnh xe cho thầy tận 3 lần rồi. Các em giúp thầy xe trong nhóm lớp nhé. Cái quan trọng nhất là thầy muốn các em xe trong nhóm lớp của bọn em. Thứ hai là để mà lưu giữ được video này, các em tổ chức xem chung ở trên tường của bọn em ấy, thì bọn em sẽ giữ được video này mãi mãi luôn, trọn đời luôn. Dù thầy ẩn cũng không bị mất, dù thầy xóa cũng không bị mất. Nếu các em tổ chức xem chung, dù thầy xóa video cũng không bị mất luôn. Câu 58, để làm tài liệu mà ôn thi. Đây này, thầy vừa đi dạy off xong này. Dạy off mà các bạn học off mà lười học. Đây này, bị nộp phạt thạch này. Đấy, tay toàn ghi lên các bạn bị nộp phạt thạch luôn. Mình có câu tiếp theo sang câu 58. Tiến hành các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa học. Lưu ý nhá, ăn mòn điện hóa học này. Ăn mòn điện hóa học như thầy đã nói rất nhiều lần, nó phải thỏa mãn 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là hai điện cực khác nhau về bản chất. Nói nhiều quá nhỉ, nói nhiều cái này quá rồi. Có nghĩa là kim loại với kim loại hoặc kim loại với phi kim. Được chưa? Cái hàng số 2 là phải tiếp xúc. Lưu ý đến tiếp xúc, nó tiếp xúc trực tiếp. Tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc gián tiếp với nhau. Cái thứ ba là kêu lưu lại nhá, phải lưu lại mấy cái này đây để thi đấy, nhớ nhá, phải nhớ đấy, cái này phải thuộc. Được chưa? Thì cái thứ ba đó là cái mà chúng nó phải trong môi trường chất điện ly. Trong môi trường chất điện ly. Vậy mình có này. Ui pin yếu rồi. Những cái đồng nguyên chất và dung dịch FeN NO3 3 lần, nhiều bạn tưởng là có nhưng không phải có đâu. Đồng tác dụng với sắt dương 3 tạo thành đồng dương 2 cộng với lại sắt dương 2, không có gặp điện cực nào cả, vẫn chỉ có một mình thằng đồng thôi. Vì vậy nên A không phải ăn mòn điện hóa. Tấm tôn sắt trắng kẽm, vậy là có cặp sắt kẽm chảy xước đến lớp sắt. Thế là tiếp xúc trực tiếp rồi, để trong không khí ẩm là môi trường chất điện ly rồi. Vậy 1, 2, 3 thỏa mãn. B có. Nhúng thanh sắt vào dung dịch carbon loãng chưa có gì, nhưng nhúng thanh sắt vào dung dịch đồng này, mình có phản ứng này, Fe cộng với lại Cu2 cộng thì tạo thành Fe2 cộng. Cộng với lại Cu có đồng bám trên bề mặt thành sắt, vậy là hai kim loại khác nhau về mặt bản chất. Được chưa? Tiếp xúc trực tiếp rồi. Trong môi trường 2-4 loãng là môi trường chất điện ly rồi. Vậy C có, ăn mòn điện hóa. Quấn sợi dây đồng và thanh kẽm, hai kim loại khác nhau bản chất, tiếp xúc trực tiếp trong dịch chất điện ly. Được. Mình có B, C, D. Nhìn kỹ nhá. B, C, D. Câu này nhiều bạn sai lắm. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Chính xác Trúc Thành, rất tốt. Peo banh diêm chính xác. Bùi Anh Thành nhầm mất rồi em ạ. Một lần sai là một lần nhớ nha. Các em chú ý thầy. Một lần sai là một lần nhớ, không có gì sợ hết. Theo thầy Minh Berlin thì nó vừa trâu và nó vừa chớt. Mình có câu tiếp theo, câu 59. Mặc dù là rất nhiều bạn thích là câu 59 giải theo gì nhỉ? Giải theo công thức.
nhưng thầy sẽ chữa cho chúng ta theo cách khác, không cần phải dùng công thức nha. Nhìn kỹ này, công thức làm gì, công thức rất hay nhầm, công thức rất hay sai. 59, nhìn kỹ cách của thầy, KH số mol bằng 0,525, 0,525 nhân 1 mà, vào AlNO3 3 lần nhôm 3 cộng bằng 0,1x. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn theo kết tủa chúng ta là AlOH 3 lần đúng không? Số mol bằng 5,85 chia 78. 0,075. Được chưa? Các em chú ý cho thầy này, các em chú ý này, các em nhìn kỹ để có PDF nhá, có PDF. Có PDF luôn. Các em xem lại về tường rồi tí nữa thầy cho PDF vào đây. Thầy có này, đây là AlOH 3 lần đúng không? Thầy đi nhìn nhá. Thầy nhìn này. Ở trong này, nếu thầy bảo toàn nhóm OH thì đây là 0,525. Nhưng OH ở đây chỉ có 0,075 nhân 3 bằng 0,225. Vậy OH trừ đi đâu? Không thể KH dư được. Nếu KH dư thì không tồn tại AlOH 3 lần. Nên chắc chắn trong dịch tồn tại thằng KAlOH 4 lần. Hay như các em vẫn nói là KAlO2. Đúng chưa? Vậy ở đây hay khác là AlOH 4 lần trừ, nó tương đương với lại AlO2 trừ. Nhiều bạn nghĩ vậy, đúng không? Vậy ở đây mình có này. Vậy ở đây mình có này. Bảo toàn nhóm OH trừ đi là 0,525, trừ đi 0,075 nhân 3. Nhìn kỹ nha. 0,525 này, trừ đi 0,075 nhân 3 này, chia cho 4 này, bằng 0,075. Đến đây thì bảo toàn nhôm, số mol nhôm trước bằng số mol nhôm sau. Số mol nhôm trước này 0,1x, số mol nhôm sau 0,075 cộng 0,075. Và đến đây tìm được x bằng nhân 2 bằng chia 0,1 bằng 1,5. Đáp đúng đáp án. Rồi. Ok chưa cả nhà? Vừa nãy bạn Trúc Thanh có hỏi những chất nào chất điện ly mạnh vậy? Thầy trả lời axit mạnh, bazơ mạnh và tất cả các muối trừ muối thủy ngân nha. Tất cả các muối trừ muối thủy ngân. Thấy chưa? Đấy, bạn nào chưa kịp xem lại về tường thì xem lại về tường nha. Câu này cực kỳ hay. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 60. Câu số 60 cũng hay không kém luôn. Câu số 60, các em chú ý này. 60. 45g glucose. Glu, chúng ta tìm được số mol glu bằng 45 chia 180. 45 chia 180 bằng 0,25 mol. 0,25 mol. Lên men thành alkonen ethylic, vậy là ra được C2H5OH 2 thằng và 2 thằng CO2, hiệu suất bằng 80% là 0,8. Vậy này suy ra này, 0,25 nhân 2 chia 1 thuận nhân 0,8. Vậy mình tìm được V luôn. 0,5 nhân 2 bằng nhân 0,8 bằng 0,4. Nhìn thấy chưa? Bằng 0,4 mol. Vậy thì tìm được V 0,4 nhân 2,4 8,96 lít. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Các em ơi, các em có hiểu bài không? Bạn nào hiểu bài thì chấm cái thầy xem nào. Các em ơi, từ nãy giờ thầy giảng các em hiểu không? Chúng ta đến đây được 5 điểm rồi đấy. Từ nãy đến giờ các em học có hiểu không? Được chưa? Mình tiếp tục nha. Câu 61. Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là. Rồi, cảm ơn Bùi Văn Thành. Đấy, rất tốt. Đấy, những bạn nào mà hiểu bài thì chấm cái để thầy biết nha. Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch. Thế chúng ta chú ý này. Cái này lôi rất nhiều kiến thức lớp 10. Cùng tồn tại trong một dung dịch nghĩa là gì? Tương đương với nó là không tác dụng với nhau. Không tác dụng với nhau. Thế không tác dụng với nhau nghĩa là gì? Không tác dụng với nhau tương đương với lại là không tạo thành chất kết tủa, không tạo thành chất khí, không tạo thành chất điện ly yếu thì không tác dụng với nhau. Thế mình nhìn nha, nhìn kỹ nha. PB ăn lưu huỳnh để tạo thành PBS kết tủa rồi, nên loại này. Được chưa? Nhìn kỹ chưa? Tiếp tục nha. Sắt 3 cộng ăn y trừ để tạo thành, thằng này là tính oxy hóa mạnh, thằng này tính khử mạnh này, để tạo thành Fe. Y2 cộng Y2 rồi, nên loại tiếp thằng này. Xoáy Fe3 cộng tính oxy hóa mạnh, y trừ tính khử mạnh. Được chưa? Vậy bây giờ mình còn này. Các em nhìn kỹ này. H cộng
NO3 trừ tương đương với HNO3 có tính xóa mạnh, không thể tồn tại sắt 2 cộng được do sắt 2 cộng có tính khử loại nốt này. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C, được chưa? Phan Thân Kiệt ơi, tí nữa em xem video lại về tường xong em tua lại là em sẽ xem được nha em. Còn bây giờ thì làm qua câu 59 mất rồi. Đây thì thầy tranh thủ để nói lại qua bạn Phan Thân Kiệt này. Ở đây mình có tìm được số mol cao hoắt nhá. Câu 55 59 này. Nhiều bạn chắc cũng chưa hiểu. Tìm số mol cao hoắt này. Số mol nhôm 0.1x này. Thầy tìm số mol kết tủa là 0.075 này. Thế thì chứng minh rằng là bảo toàn nhóm OH đến đây 0.525 mà đây có 0.075 nhân 3. Thế là còn thiếu OH về khả năng cao OH trừ dư nằm ở trong ALOH 4 lần. 0.525 trừ đi 0.75 nhân 3 chia cho 4 thì ra được bằng 0.075. Đến đây thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố nhôm. 0.075 nhân 1 cộng 0.075 nhân 1 thì bằng đây này, 0.1x, và x thì tìm luôn bằng 1.5. Đáp án đúng đáp án C. Tuấn Kiệt nhá. Ui, câu 62 này. Các em comment xem là câu 62 đáp án gì này. Sau hai đáp án gì? Cho các chất sau, số chất phản ứng được với dung dịch NaOH là. Thầy biết là những bạn bây giờ học mới là những bạn học trâu. Thầy biết nha. Nào mình có này, cho chất sau số chất phản ứng dịch NaOH thì mình phải biết được chất nó là gì. Ethanol CH5OH. Ancol thì không bao giờ ăn NaOH vứt. Phenol C6H5OH. C6H5OH thì phenol này này thì ăn NaOH do thằng này có tính axit yếu. Vậy được. Anilin là C6H5NH2. Thằng này không ăn NaOH bởi thằng này tính bazơ rồi, vứt. Phenylamoni clorua. Này, phenylamoni clorua là C6H5NH3Cl. Anh này là muối. Muối này được tạo bởi từ bazơ yếu và axit mạnh nên anh này tác dụng đối với NaOH. Được. Kali acetat CH3COK. Thấy chưa? Anh này thì được tạo bởi từ muối của axit yếu và bazơ mạnh nên không ăn được NaOH. Vậy số chất phản ứng được với dung dịch NaOH là chỉ có phenol và phenylamoni clorua thôi. Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, hai chất thôi nha các em nha. Và wow, có rất nhiều bạn bị sai. Có rất nhiều bạn bị nhầm luôn. 62 của chúng ta chỉ có gì? Phenol là 1, phenylamoni clorua là 2. Kali acetat không nhá. Kali acetat không phản ứng với NaOH. Được chưa? Sau hai đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C. Mình sang câu tiếp theo, câu số 63 này. Mình sang câu tiếp theo, câu số 63 này. Trong các polymer sau, những polymer nào có nguồn gốc từ cellulose? Lê Hiếu Nghĩa ơi, tối thứ tư thì mới lại mất gốc cho 2K2 nhá. Hẹn gặp lại em vào tối thứ tư nhá. Tối thứ tư thì có mới lai mất gốc cho 2K2. Câu 63 nào. Trong các polymer sau, tơ acetat này, tơ tằm này, sợi bông này, những polymer nào có nguồn gốc từ sen? Nguồn sen nhá. Thì mình có tơ tằm là sen này. Tơ tằm là sen không? Không phải, tơ tằm từ con tằm. Sợi bông. Được chưa? Thằng này không sợi bông, vứt. Được chưa? Nitrông không nhá. Nitrông 6 không nhá. Vậy cứ chỗ nào nitrông 6 vứt, nitrông 6 trông vứt, nilon 6 vứt. Vậy là sợi bông này, tơ acetat này, tơ visco này. Đáp án đúng đáp án này. Là tốt. Đấy, chúng ta cứ làm cái phương pháp loại trừ là dễ thôi. Cực kỳ dễ. Câu 64 này. Các em có hiểu không? Bạn nào hiểu bài thầy giảng thì chấm ngay thầy coi nào. Hello, cả nhà có hiểu bài thầy giảng không? Nào thả hiểu bài thầy giảng thì thả tim ngay xong chấm ngay. Câu 64 này. Đứa nào chưa xe lại về tường đi nhá. Câu 64. STX bị thủy phân trong dịch NaOH đun nóng theo tỷ lệ khối lượng giữa ST và NaOH bằng 17/10. Úi, câu này hay này. NaOH chia là 8H8 O2 bằng 17/10. Số khối lượng của C8H8 bằng 10 đi. Vậy thì con này, số mol của NaOH chia số mol của X sẽ bằng 17/40. 0.425 phần 10 chia cho C8 là 12 nhân 8 cộng 8 cộng 32 bằng 10 chia
màu hoặc đơn 12 x 8 cộng 8 cộng 32 0,073 vị thủy phân. Đun nóng theo tỷ lệ khối lượng STX vị thủy phân đun nóng theo tỷ lệ khối lượng giữa ST và NaOH. Ôi trời, chết, nhầm. Tỷ lệ giữa ST và NaOH mà các em chẳng biết nào nhắc thầy. C3COK không phản ứng như ngô thư căng chun. Em biết tại sao không? Tại vì là thằng KOH mạnh hơn thằng NaOH mà. NaOH không thể đẩy được kali ra khỏi muối của nó được. ST M của C8H8O2 phần M của NaOH thằng nào thể chia thế lẻ bằng 17 phần 10. Coi M bằng 17, coi M bằng 10. Vậy thì có số mol của C8H8O2 chia số mol của NaOH bằng 17 chia số mol 12 x 8 cộng 8 cộng 32 bằng 0,125. Chia số mol NaOH bằng 10 chia cho 40 0,25. Hay suy ra số mol NaOH chia số mol của C8H8O2 bằng 0,25 chia 0,125 bằng 2. Nhìn này, anh này O2 là ST đơn chứ. Mà lại ăn NaOH theo tỷ lệ 1:2. Vậy tương đương với nó là ST của phenol. Chỉ ST phenol mới điều vậy. Vậy có nghĩa ta sẽ có này. HCOO kỹ nha. HCOO C6H4CH3 đủ 8 được chưa? Thứ hai là mình có CH3COO C6H5. Anh tặng xe lại về tường giúp thầy nhá. Mà mình chỉ có hai thằng thôi. Hai thằng là ST của phenol. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, thấy chưa? Ông ơi, câu này khó, nhiều bạn không dám comment luôn. Nhiều bạn sợ chết khiếp. Nhiều bạn sợ chết khiếp. Tiếp tục nha. Mình tiếp tục nha. Sang câu 65 này. Từ ứng giải 65 nhỉ các em nhỉ. Từ ứng giải 65 nhá. Từ ứng giải 65, 65 để thầy đánh dấu để lại này. Tiếng nữa mình giải. Mình giải mấy câu dễ dễ. Được chưa? À, câu 66. 66 năm thầy giải này, 66 lý thuyết mà. Thầy giải cho chúng ta nhìn nhá. Chất đích no mạch hở. No mạch hở cộng hiđro tạo thành chất Y. Chất đích no mạch hở mà cộng với lại hiđro tạo thành chất Y. Đấy, thế tất cả bọn này đều no mạch hở rồi. Chất Y cộng rất rất axit hữu cơ tạo thành chất T mùi chuối chín. Mùi chuối chín là gì? Isoamin acetat. Chất Z là axit hữu cơ, vậy chắc chắn nó là CH3COH rồi. Vậy chất Y chúng ta phải là ancol isoamin lix. Ancol isoamin lix là có 5 carbon. Đây nhóm H đây. Vậy suy ra Y chúng ta 1, 2, 3, 4, 5 OH đính đây. Y đây. Vậy chất X no mạch hở để tạo chất Y. Bây giờ nhìn nhá, anhid isovaleric. Aldehyde isovaleric. Đây đúng không? Đây là anhid isovaleric, thỏa mãn đúng không? Cộng ra được OH đầu này. Được. Isopentanan là không được. Đây pentanan này. Isopentanan không được. Isovaleric mới được, đúng chưa? Isovaleric thì nó tạo thành isoamin. Cái gì đấy? 64 làm sao em? Sao nhỉ? Có 3 công thức Z3 trong vòng nữa. Xem lại 64 để yên. 64 làm sao? STX bị thủy phân trong NaOH đun nóng theo khối lượng bằng 17 chia 8 trong phân tử có vòng benzen. Số công thức cấu tạo phù hợp của X 4 thầy ơi còn thiếu 64A 3 vị trí octo meta para. À rồi, ok. Bây giờ thầy ngó lại 64 nhá. Ừ, đây mình vẽ được hai thằng. Ừ đúng, chính xác rồi, cảm ơn game. Đây để bà hỏi số công thức cấu tạo, sorry, anh này có đồng phân đấy, lỗi, cảm ơn các em nhá. Đầu này đầu là đầu H
COO đúng không? Thì đây có trục đối xứng, xét 3 cắm đây là 1, cắm đây 2, cắm đây là 3. 3 thằng cộng 1 thằng này 4. Ok, cảm ơn cả nhà. Thầy nhầm. Tao đúng đáp án C, tính thế. Thank you các em. Nha, thầy vừa ngó lại câu 64 rồi. Ok, thầy bị nhầm. Tiếp nha. Mình tiếp sang câu 66. Câu 66. Chúng ta lưu ý rằng là cái ancol để tạo thành T mùi chuối chín là isoaminacetat. Thế thì nó phải là isoaminacetat thì nó là đi từ gì? Đây, đi từ ancol isoaminic. Đây, ancol isoaminic đây. Đúng không? Thế thì nó sẽ đi từ anhít isovaleric, xem đúng không? Đây, anhít isovaleric là tổng cộng có 5 carbon này. Anhít isovaleric đây. Được chưa? Thế còn isopentanan thì sao? Isopentanan thì sao? Thế còn 3-metin-butanan, 2-metin-butanan, butanan là vứt đi rồi. Đây, 2-metin này. 1, 2, 3, 4. Đây là butanan. Đây là HO, OHC. Được chưa? 2-metin-butanan, vứt nha. Đây OH đứng cuối cùng mà. 3-metin-butanan, butanan đây. 2, 3, 4, HO. 3-metin-butanan đây. Được chưa? Isopentanan. Pentanan. Iso. Pentanan. Vậy nó phải theo cái mạch là mạch pentanan trước. Isopentanan. Và đây, HO. Được chưa? Thế vậy là chỉ có thằng nào? Bây giờ mình còn là aldehyde isovaleric. Valeric là chúng ta tổng cộng có 5 carbon đúng không? Valeric của chúng ta tổng cộng có 5 carbon. Thế vậy là aldehyde isovaleric. Aldehyde isovaleric của chúng ta thì chúng ta lưu ý rằng là aldehyde isovaleric, isovaleric thì như thầy viết thằng này nhầm. Isovaleric đây. Và là 5 carbon này. Iso ở đây này. CHO ở đây. Chỗ này thầy viết nhầm. Vậy đáp án đúng chúng ta câu 66 chúng ta phải là đáp án C. Đây này, thầy thỏa mãn này. Cộng này, tạo thành này. C nhá. Mình sang câu tiếp theo này. Ui thầy còn có 10% pin. Câu 67. Câu 67 chính xác, Nguyễn Tân chính xác. Câu 67 chúng ta cùng quan sát số phát biểu đúng nhá. Anilin, các em cùng comment đáp án với thầy nhá. Anilin là chất lỏng độc tan nhiều trong nước lạnh. Tan nhiều trong nước nóng, không tan nước lạnh, vứt. Chất béo đều là các chất lỏng điều kiện thường, sai. Nó có thể là chất rắn, ví dụ như mỡ. Ni lông 6,6 và tơ cáp rông đều là polyamid. Ni lông 6,6 có NHCO, cáp rông có NHCO, polyamid đúng. Tổng hợp một phân tử tripeptide, mạch hở có 3 liên kết peptide, sai. Tripeptide chỉ có 2 liên kết peptide thôi. Trong dịch glucose tồn tại chủ yếu dạng mạch hở, sai, mạch vòng. Acid acetic và acid 2 amino ethanoic đều có thể làm đổi màu quỷ tinh hình đỏ. Thằng acid acetic đổi màu quỷ tinh đỏ đúng, nhưng 2 amino ethanoic đây, OOH NH2 có một nhóm NH2 một nhóm CH nên không làm đổi màu quỷ tinh hình đỏ được. Vậy số phát biểu đúng là chỉ có một thằng thôi. Đáp án đúng đáp án D. Được chưa? Em nhìn kỹ nha, câu 67 đáp án đúng chúng ta là đáp án D, chỉ có một thằng làm đổi màu thôi. Nhớ chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 38. Câu số 68. Thầy chữa các câu lý thuyết trước nha. Thầy đã nhắc trước rồi, thầy chữa câu lý thuyết trước xong tí mình vòng lại làm bài tập sau. À, cho phép biểu sau. Số phát biểu đúng là điện thoại thầy còn 10% pin, vừa nãy nó vừa bảo. Khổ thế không biết. Thầy cứ like cho đến lúc nào mà sập nguồn thì thôi. Nhá. Nhá. Thầy sẽ like cho đến lúc nào sập nguồn thì thôi. Được chưa? Một chấm của Vũ thấy là thầy like, nhưng bao giờ điện thoại sập nguồn thôi. Bao giờ điện thoại của thầy tắt ngúm có nghĩa nó bị sập nguồn. Số phát biểu đúng là cho dịch NaOH tối dư vào NH4N3 đun nóng có khí mùi khai thoát ra. Thì có đúng là nó tạo thành gì? Nớt bao. A đúng. Nhỏ từ từ HCl tới dư vào dịch NaAlO2 sau phản ứng thu được kết tủa keo. HCl tới dư vào dịch NaAlO2 có nghĩa là HCl vào Na ALOH 4 lần. Thì đầu tiên nó tạo thành ALOH 3 lần. Nhưng do HCl dư, nó lại tác dụng với ALOH 3 lần nữa để tạo thành ALCl3. Không có tủa keo nhá. B sai. K2CO3 làm mềm được nước cứng toàn phần. Đúng. Nước cứng toàn phần có canxi 2 cộng và magie 2 cộng, chỉ cần tăng gốc CO3 trừ vào là nó làm mềm được.
Dẫn khí NH3 qua chất rắn CuO đun nóng, sau phản ứng thu được chất rắn màu đỏ. NH3 cộng với lại CuO, anh này tính oxo, anh này tính khử để tạo thành Cu màu đỏ cộng nitơ cộng H2O, chính xác, chất rắn màu đỏ đúng. Điện phân dung dịch NaCl, điện cực trơ. Điện phân dung dịch nhá, điện cực trơ thu được hiđro ở anốt, ở cathốt. Thế điện phân NaCl thì chúng ta lưu ý NaCl này cộng với nước này thì nó thu được NaOH cộng với lại hiđro cộng với lại clo. Chúng ta lưu ý rằng là do Na cộng không bị điện phân nên nước bị điện phân thay thế sinh ra hiđro. Vậy đúng. Hiđro cathốt đúng. Vậy thì có 1 2 3 4 4 nhận định đúng. Vậy câu 68 chúng ta là đáp án đúng, là chúng ta đáp án D. Rồi rất chính xác, để có khá nhiều bạn comment rất đúng. Đấy chưa? Câu này bài tập để lại, câu này bài tập để lại, tí ta chữa nhá. Tí ta chữa câu hai câu bài tập này. Mình xem tiếp. Tí thầy sẽ chữa cho câu 72. Cứ giải phun lý thuyết đã. Thực hiện thí nghiệm sau, số phản ứng xảy ra hay là số thí nghiệm mà thu được kết quả là được chưa? Thực hiện thí nghiệm, thực hiện các thí nghiệm sau, sau khi các phản ứng xảy ra số thí nghiệm thu được kết quả là mình có này. NaOH tới dư vào H2PO4 hai lần. Vậy đầu tiên mình có OH trừ ăn với lại H2PO4 để tạo thành PO43 trừ do OH trừ dư. PO43 trừ ăn với canxi 2 cộng để tạo thành Ca3PO4 hai lần. Thằng này kết tủa đúng không? Được chưa? Thằng này kết tủa. Nha. Cho dịch Na(Y) vào AgNO3 thì mình có phản ứng Ag cộng cộng với Y trừ để tạo nên kết tủa AgY. H2S vào BaOH hai lần dư không có kết tủa. NH3 dư và AlCl3 thu được kết tủa AlOH 3 lần. NaOH tới dư vào CrCl3 đầu tiên tạo nên kết tủa CrOH 3 lần. Nhưng do OH trừ dư lại tác dụng tiếp để tạo thành CrOH 4 lần trừ không có kết tủa. NH4HCO3 vào CaOH 2 lần dư thì mình có đầu tiên là HCO3 trừ cộng với lại OH trừ, cũng là mềm đối cứng nhá. K2CO3 cũng là mềm đối cứng, chỉ có ion CO3 2 trừ là mềm thôi. NaOH dư thì kết tủa keo sẽ tan ngã thu đào nhé, để tạo thành CO3 2 trừ. CO3 2 trừ ăn với lại canxi 2 cộng để tạo thành CaCO3. Vậy có kết tủa. Vậy có này, G kết tủa này, G kết tủa này, B kết tủa này. Ơ, thiếu A kết tủa này. Đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. 4 chứ. A, B, D, G. A, B, D, G. Nha. Sẵn sàng chưa? Mình sang câu mặt sau xem còn có câu lý thuyết nào không. Mình sửa nốt. Mình sửa nốt câu lý thuyết, xong rồi mình vòng lại bài tập dễ. 73, 74, 75. À, có 75. 75, 75, 75, 75. Các em quan sát 75 này. Tiến hành thí nghiệm điều chế nitrobenzen theo bước sau đây. Cho thằng này với thằng này vào ba cổ lắp sinh hoạt sữa nhọt làm lạnh đến 30 độ C. Cho từng giọt benzen vào hỗn hợp phản ứng đồng thời lắp đều để nguội bình, sau đó rót hỗn hợp và phải chiết rách tỏa phần axit, sau đó trưng cất mục đích của sinh hàn để tăng hiệu suất phản ứng. Đâu sinh hàn đâu? Lắp sinh hàn này, phễu nhỏ giọt, nhiệt kế làm lạnh hỗn hợp đến 30 độ C, tăng hiệu suất phản ứng. Không phải, không phải, không phải, không phải là hỗn hợp sinh hàn để làm cho tăng hiệu suất phản ứng đâu, chắc chắn luôn, được chưa? Chắc chắn là không thể tăng, nhưng mà khả năng cao A sai. Nhưng mà chúng ta cứ đi đọc tiếp đây. Lắc đầu hỗn hợp phản ứng để tăng khả năng tiếp xúc, đúng, chính xác, lắc đều là tăng khả năng tiếp xúc rồi. H2S4 vừa làm chất xúc tác đúng, vừa chất hút nước đúng. H2S4 đặc hút nước đúng rồi. Trong bước 3 trưng cất 210 độ C, đây này, để loại nước thu lấy nitrobenzen để nguội bình, nó vào phễu chiết tách bỏ phần axit dưới, sau đó trưng cất, đúng là loại nước thu được phin nitrobenzen, chính xác. Vậy là sai là A. Đấy chưa? Sai là A các em nhé. Đấy, câu 75 sai là A. 76 dài, 77 dài, 79 à, 79 đây. Các dung dịch riêng biệt được đánh số ngẫu nhiên, tiến hành một thí nghiệm, kết quả được ghi lại bảng sau, là con sẽ có 79. Bảng có 79 đây. Dung dịch 1, 3, 5 lần lượt là thằng 1 cho thằng 2 khí thoát ra. Xem nào.
1, 3, 5. Nếu 1 là 2, 4 thì cho vào thằng 5 là có. Đây 1 cho 5 không hiện tượng gì. 2, 4 và MgCl2 không hiện tượng gì, đúng chính xác. N2CO3 và BaCl2, B1, B5 này không hiện tượng gì, sai, thằng này có kết tụa. Kết tụa vứt đây. 2, 4 và BaCl2 đấy nhá, không có hiện tượng. Đây có kết tụa, vứt C. N2CO3 và BaCl2 có kết tụa, vứt D. Các đáp án đúng đáp án dễ hợp với em nhỉ? Em thấy dễ không? Cùng lý thuyết nha. Bây giờ mình vòng lại giải bài tập. Giờ mình vòng lại giải bài tập. Ô, chết rồi, có bạn Thảo Nguyễn comment mà được. Hello, mình tiếp tục nha. Vừa nãy thì có thả là một câu bài tập ở đầu đầu này. Mình bắt đầu đi giải bài tập 65. Nhìn thấy 65 chưa? Mình chữa 65 trước nha. 65 này. Bao giờ mà thấy không thể thấy ngừng nói nữa là chứng tỏ là hết nguồn. Còn 10% pin thôi, không biết đến lúc nào. Thầy chữa được em đến bao giờ thì chữa. Hôm nay tại lúc nãy thầy đi dạy thầy quên không sạc pin ấy. Gồm K2CO3 này, Na2CO3 này, vào Y này, gồm này H2S4 này, HNO3 này. Đây là X này, đây là Y, thầy chưa biết. Nhỏ từ từ 100 Y, vậy thì tìm được số mol bằng 0,1 nhân 0,2. 0,1 nhân 1 bằng 0,1. Nhỏ từ từ Y vào X, 200X. 0,2. 0,2. Vậy là Y từ từ vào X có nghĩa H cộng, tổng số mol cộng 0,2 nhân 2 cộng 0,1 bằng 0,5. Từ từ vào CO3 2 trừ 0,2 nhân 1 cộng 0,2 nhân 1 0,4. Do từ từ nên phản ứng nó cũng xảy ra từ từ. Đầu tiên nó tạo thành HCO3 trừ trước. Mình nhìn này, H cộng dư CO3 2 trừ hết nên HCO3 trừ tính theo CO3 2 trừ 0,4. Và có H cộng dư đúng không? 0,5 trừ 0,4 thì bằng 0,1. HCO3 trừ mới ăn H cộng để tạo thành CO2 cộng nước. Bây giờ CO2 tính là thằng hết 0,1. Vậy mình tìm được V bằng 0,1. 0,1 mà nhân với lại 2,4 bằng 2,24 lít. Loại A, loại B. Được chưa? Thu được dung dịch Z. Vậy, dung dịch Z của thầy gồm gì? Đây, HCO3 trừ đẻ ra CO2 là 0,1 rồi nó phản ứng 0,1 và nó còn dư là 0,3. Vậy hỗn hợp dung dịch Z của thầy gồm K cộng giữ nguyên 0,4, 0,2 nhân 2, 0,4. Na cộng giữ nguyên 0,2 nhân 2 bằng 0,4. HCO3 trừ còn dư 0,3. SO4 2 trừ còn dư 0,2. Và H và NO3 trừ còn dư 0,1. Cho BaOH hai lần tới dư. Đây cũng hỗn hợp Z đây. Được chưa? Cho BaOH hai lần tới dư. Ba OH 2 lần dư thì thu được kết tụa. Mình có này, SO4 này trừ ăn Ba2 cộng để tạo nên kết tụa BaSO4 này. Số mol bằng 0,2. HCO3 trừ ăn OH trừ để tạo thành CO3 2 trừ 0,3. Thằng này dư nên là thằng này 0,3 cộng với lại Ba2 cộng dư thì tạo nên kết tụa BaCO3 0,3. Vậy hai kết tụa của mình là BaCO3 và BaF4. Có đâu dễ mà em. 0,2 nhân 233 cộng 0,3 nhân 197 bằng 105,7. Vậy giá trị của Mg kết tụa bằng 105,7. 65 đáp án bình là đáp án D. Được chưa? Các em hiểu bài không? Bao nhiêu bạn hiểu bài chấm cái thầy coi này. Các em hiểu bài này không nhỉ? Thế thì bài này có hai cái mấu chốt. Cái mấu chốt đầu tiên em phải cộng được H cộng từ từ vào thì H cộng ăn CO3 trừ để tạo thành HCO3 trừ cộng H cộng dư. Xong cộng CO2 thẳng nước là một cái. Cái thứ hai là chúng ta đi bảo toàn điện tích thôi. Cộng Ba, Ba quá là câu này không dễ đâu. Câu này không khó đâu, câu này dễ. Nhá, hiểu bài không nhỉ? Đáp án D rồi nhá. Mình sang câu tiếp theo này. Câu 69. Câu 69. Muộn nhỉ? Muộn rồi chắc nhiều đứa đi ngủ. Kệ, thầy cứ chữa.
Mai mới đưa dạy được xem sao. Câu 69. 69 nhé. Trong một loại chất béo X được tạo bởi từ glycerol, ba acid béo palmitic, oleic, linoleic. Có thể vậy chất béo X đơn giản. Palmitic là C15H31COO, oleic là C17H33COO, linoleic là C17H31COO, C3H5. Đun 0,1 bọn này với NaOH 0,5. Phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Vậy Y thầy gồm này: C15H31CONa, C17H33CONa, C17H31CONa. Và lưu ý này, chỗ này mõm thằng này là 0,1 và chắc chắn có NaOH dư. M5 chắc chắn. Bảo toàn natri 0,5 trừ 0,1 trừ 0,1 trừ 0,1 thì còn 0,2. Đấy chưa? Đây bài học chúng ta là giá trị của M bấm máy tính. Thế là em bảo toàn khối lượng cũng được, nhưng mà thầy nghĩ là bảo toàn khối lượng nào nào phải cộng thằng này, thì bây giờ làm thằng này luôn. 0,1 nhân nhá. 12 nhân 15 cộng 31 cộng CONa là 67 cộng 12 nhân 17 cộng 33 cộng 67 cộng 12 nhân 17 cộng 31 cộng 63 cộng 0, ô tôi chết rồi. Có phải 67 không nhỉ? 23 đúng rồi. 88,4 đúng không? Đúng rồi, bằng cộng 0,2 nhân 40 bằng 96,4. Đáp án đúng đáp án C. Thế 69 là một câu dễ, có điều là thầy để lại để làm tính toán cho nó dễ thôi. Lọc lọc mà. Có 70 nào. 70 nào cả nhà. Thế 69 cả nhà có hiểu không nhỉ? 69 cả nhà hiểu chấm cái thầy coi nào. 69 những bạn nào hiểu chấm cái thầy coi nào. 69 dễ. Được chưa? Tiếp tục nào. Câu 70. Cho từ từ đến dư. Đây. HCl vào. Đây là cho từ từ nhá. Cho từ từ. Vậy là cho từ từ là phản ứng đầu tiên là H cộng này. Từ từ vào hỗn hợp gồm OH trừ 0,06 CO32 trừ 0,08. Vậy phản ứng đầu tiên phải là H cộng cộng với OH trừ để tạo thành nước đã. Đúng chưa? Vậy phản ứng đầu tiên H cộng cộng với OH trừ để tạo thành nước ấy. Vậy điều này chứng tỏ rằng là đây chẳng đây là không có phản ứng gì này. Vậy X này chính là số mol H cộng trung hòa OH trừ. Vậy OH trừ bằng X. Và số mol OH trừ bằng 0,06 nên X bằng 0,06 luôn. Được chưa? X bằng 0,06. Vậy 1,25X bằng 0,075. Được chưa? Đây chéo này là y. Thế vậy bây giờ mình có này. Giờ mình mới nhìn này. Đây bọn này tạo thành y ở đây. Đây là đồ thị tiến lên đúng không? Sinh ra khí. Đề bài yêu cầu chúng ta là giá trị của y. Thế vậy đơn giản thôi. Số mol H cộng là bằng 0,075. Vậy đầu tiên H cộng ăn OH trừ. Phản ứng số 1 H cộng ăn OH trừ. H cộng bằng 0,075. OH trừ bằng 0,06. Vậy điều này chứng tỏ, chứng tỏ OH trừ hết. OH trừ hết. H cộng phản ứng hết 0,06. Vậy nó còn dư 0,015. H cộng dư 0,015. Thấy chưa? Tiếp tục ta sẽ có H cộng phản ứng số 2. H cộng từ từ vào nên nó ăn CO3 trừ trước. 0,015 CO3 trừ bằng 0,08. Vậy nó tạo thành H CO3 trừ. Đúng chưa? Từ từ, sorry, chết rồi. Thế lỗi. Sorry cả nhà, câu này thầy bị lỗi rồi. Thầy bị lỗi một chút, các em thông cảm. Thằng X này bằng 0,06 là đúng rồi.
Nhưng mà chỗ này thì bị lỗi. Sorry. Thầy nhìn nhầm đề đấy. Câu này thì bị lỗi. Các em nhìn lại nhé. Các em nhìn lại nó thầy phân tích nhé. Sorry các em. Phản ứng đầu tiên là H cộng ăn OH trừ để tạo nước, lúc này chưa có khí nha. Phản ứng số 2 là H cộng ăn CO3 2 trừ để tạo thành HCO3 trừ, lúc này vẫn chưa có khí. Phản ứng số 3 bắt đầu có khí là H cộng ăn với lại HCO3 trừ mới sinh ra khí CO2 này. Được chưa? Thế vậy này, OH trừ bằng 0.06 với H cộng này bằng 0.06 này, CO2 trừ bằng 0.08, vậy chỗ này bằng 0.08 này. Vậy ăn đến đây thì nó bắt đầu sinh ra khí này. Vậy điều này chứng tỏ rằng là số mol X chính bằng 0.06 cộng 0.08, thì nó bằng 0.14 cơ. Vậy 1.25X thì nó bằng, đấy, vừa nãy thì nhầm chỗ đấy, 1.25 nhân với 0.14 bằng 0.175. Thấy chưa? Thế vậy với số mol cộng mà 0.175 thì số mol khí sinh ra bao nhiêu? Thì mình có 0.175 này, trừ đi 0.6, trừ đi 0.08, trừ đi 0.14 bằng 0.035. Nghe cộng còn dư chú hết đây, 0.035. Cái này bằng 0.0. Số mol CO2 bằng 0.035. Vậy Y chúng ta bằng 0.035. Tao đúng đáp án D nhá. Vừa nãy thầy lại lỗi, thông cảm. Sorry gang, xin lỗi cả nhà. Đấy, câu 70 các em hiểu không nhỉ? Bạn nào không hiểu thì hỏi ngay để thầy giảng giải cho nhá. Bạn nào hiểu rồi thì chấm cắt để thầy biết. Sau đó mình sang câu tiếp theo, câu số 71. Thầy nhắc lại là thầy sẽ like với chúng ta đến lúc nào điện thoại thầy sầm nguồn thì thôi. Câu 71. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp M gồm Arsenic, axit carboxylic Y và STZ, tất cả đều no đơn chức mạch thở. Vậy ăn cô no đơn chức mạch thở là CN H2N cộng 2O, YZ cùng số nguyên tử. Vậy là axit carboxylic là CM H2M O2. Và dĩ nhiên